Nhưng mà cái thông tin này các bạn phải kiểm nghiệm nhá, kiểm chứng đi. Kìa các bạn phải kiểm chứng nhá. Mấy cái thứ hai là ví dụ như là tôi ghi tiêu đề như thế, các bạn đánh ở trên mạng ấy, xem ai bán tương tự thì các bạn so sánh. Còn nói chung là cái đầu ở bên Trung Quốc hoặc là cái đầu tổng thì người ta nói thế thì tôi cũng chỉ biết nói thế thôi. Đầu tổng nói thế nào thì tôi cũng chỉ nói thế thôi, chứ còn mình cũng vẫn luôn nghi ngờ và cũng bảo là người xem phải nghi ngờ. Tại vì có thể là sau cái video này hoặc trước video này của tôi đã có người báo mấy các bạn như thế rồi. Đấy, sau video này hoặc trước video này, nếu mà tranh tứ quý thì nó lại quá bình thường. Còn nếu mà tranh tứ quý lại giống mới, xong rồi quả chùm ấy. Nhưng mà con Thủy bảo là em chả thấy quả chùm đâu cả, thôi cứ bán thành tranh tứ quý, nhưng không phải. Tại vì cái quy mô sản xuất như thế này thì nói chung là nếu mà với những cái hàng miền Bắc thì khó cạnh tranh lắm. Tại vì ở đây là thứ nhất là mặt bằng nó cao, xong rồi chi phí sản xuất mấy các thứ linh tinh này, nhân công nó cũng cao. So với mấy bọn thằng em chung ở dưới kia thì nói chung là không thể đọa được. Tức là không thể đọa được nếu mà là tranh tứ quý bình thường, trừ khi bán thanh lý. Đấy, cái Thủy nó bảo là em có thấy bông chùm đéo đâu. Tức là đại ý là cái tranh tứ quý là cái loại tranh mà quanh năm. Tranh tứ quý mình thì cũng quanh năm, và mai sau quả chín thì nó quả nó vàng. Tết thì các bạn sẽ thấy. Còn đây là gọi là tranh tứ quý giống mới, quả chùm. Nhưng con cái Thủy nó bảo là có thấy chùm, em có thấy chùm đâu. Cứ bán thành tranh tứ quý. Nhưng mà thực tế là có thể là, tôi nói thật là có thể là sau video này hoặc trước video này người ta đã bán là tranh tứ quý giống mới, bông chùm rồi. Đúng rồi, các bạn tham khảo. Còn được một cái thì tôi cũng bảo rồi, nếu mà tôi bán cái cây này mà không phải tranh tứ quý chùm ấy, thì là hầu như đến 99,9% những người đang bán giống mà tranh tứ quý chùm là sai giống như tôi. Và có thể là giá nó cao hơn hoặc là thế nọ thế kia thì tôi không biết, tự các bạn phải có đầu óc và tư duy chứ nhỉ. Tôi quay cho mọi người thì ví dụ như tôi quay cho mọi người cây giống nó như thế. Phân tích thì cái lá thì này thì có thơm nhỉ. Ghép trên gốc bưởi. Đây chắc là gốc bưởi này. Thì về các bạn các cái mắt gừa bưởi này phải tiệt nó đi. Thế này ghép đây này, các cái mắt ghép này. Các mắt ghép này. Ghép trên gốc cây bưởi. Gốc bưởi này thì khá to đấy. Nó rơi vào khoảng vanh mười mấy đây này. Cái tầm này nó tầm 3 phân, hơn 3 phân. Nó loanh quanh thì cứ từ 2 phân 8. Có quả trên cây, ghép mà trên bưởi. Đây. Đấy, tranh tứ quý giống mới, quả chùm. Đấy, đại ý là như vậy. Còn các bạn phải, đây này, nếu mà các bạn không triệt thì là bưởi nó sẽ mọc. Và bưởi nó mọc thì cái phần ghép này nó sẽ bị yếu đi. Các bạn hình dung chưa, các bạn phải triệt cái cây bưởi này đi. Triệt các cái mắt bưởi này đi. Anh cũng nhờ. Ở quê tôi là quê của cái dòng cây có múi mà. Còn giá thì nó chung là sơ sơ, nó rơi vào khoảng tầm tùy các bạn lấy số lượng như thế nào. Tại vì nó là giống mới ấy. Thì đấy, tôi mới nói với các bạn rồi. Tôi mới nói cái giống, có một cái giống chanh ở dưới Khoái Châu cũng thế. Gần nhà, nhưng mà nói chung là vì gần cho nên mình nghĩ là không ai tiếp cận được, có mỗi mình tiếp cận, mà mình bán thì lúc nào bán cũng được. Cho nên là đây này, cây bưởi này, lá này, lá bưởi này. Các bạn nhìn cái lá bưởi thì nó có cái hình như kiểu là hình cái nọ hồ lô uống rượu của những thằng say ấy, ngày xưa ấy. Những ông say ngày xưa ấy, thì lá bưởi nó như thế này này. Tôi nói điều này không biết là đồng bào có hiểu không nhỉ? Đây này. Không biết là ông thị mỹ thuật không những biết về sung thì ông có biết về bưởi không, để ông ấy phân tích đây được, không phải lá chanh. Nhưng còn tôi thì nói chung là cũng lơ mơ lắm. Tôi chỉ biết là đây có thể là lá bưởi. Nhưng mà hình như chắc là kiến thức của tôi nó cũng khá là sâu đấy. Các cái lá bưởi này nó có hình như kiểu là trên bé dưới to này. Lá bưởi, nó kiểu nó giống hình số 8 này. Hình như là có cái chanh não người, hình như là nó cũng lá cũng cấu trúc như này này. Cái chanh não người ấy, lá nó cũng kiểu số 8 này. Trên bé dưới to. Còn cái giống chanh đây thì tôi nói cho mọi người như thế. Cái Thủy nó bảo là cái chanh này bông chùm. Cái quả chùm ấy. Nhưng em chả thấy quả chùm gì cả. Thôi cứ bán thành tranh tứ quý. Nhưng mà thực tế là nếu mà tôi nói thành bán thành tranh tứ quý thì lại nó quá thường. Còn nếu mà các bạn xem từ cái video này xong bạn tách ra ngoài thì các bạn về nhá, các bạn vặt cái này này, tách ra ngoài ấy, các bạn xem ấy, thì ở trên mạng hoặc anh em trong nông nghiệp người ta đã bán cái loại này rồi. Có thể bán trước tôi nhiều đấy. Còn thực ra là tôi cũng bỏ bãng cái thị trường hoa quả này ấy, chuyển sang làm cây tức là chưa bỏ cái hàng ăn quả, chuyển sang cái hàng hoa. Nhưng mà đôi khi là thấy là như cái ông
ông 4 con 2 với cả 4 con 8 với cả 4 con 4 ấy. Ông ấy mua đang mua giá cao quá cho nên là thôi thì mình lại bình định lại thiên hạ. Nhưng mà cũng không muốn đấu tranh hay không muốn cái nào thì kia đâu nhá. Giới thiệu cho mọi người thế thôi, mua thì mua, không mua thì thôi. Mà mua thì phải liên hệ cái Thủy, đừng liên hệ số tôi. Đúng là tôi cũng không thấy bông trùm thật. Tôi chỉ thấy mỗi chỗ, mỗi cành nó chỉ được một quả thôi chứ không thấy trùm. Còn được cái là, cái mẹ kiến không này đốt mình nhỉ. Được cái là nếu mà cái loại này nó không phải bông trùm nhưng mà mình quảng cáo như thế. Nhưng mà bình thường các bạn sẽ thấy là anh em chúng nó quảng cáo ở trên mạng ấy. Thì là nếu mà tôi mà sai thì đến 99% ở Việt Nam sai hết. Chả thấy trùm. Chả thấy trùm. Cao thì nói chung là nó cao tầm 1,5 m. Cây cao 1,5 m. Gốc nó thì tùy theo bé hay to, nhưng mà từ 2 phân 8, 3 phân trở lên. Nhưng cái bọn này vanh phải, hôm nay mặc áo len cho nên là cởi ra đấy. Vanh 16 này. Tranh cẩm thạch ở trong Nam người ta làm. Khổ. Biết thì biết từ cách đây khoảng 3-4 năm. Nhưng mà chủ yếu là ví dụ như là ở trong Nam người ta bán giá thế, xong rồi mình nhập về đây mình bán lại cho người ta, hoặc là thế nọ thế kia thì giờ nó mất cái tính chính danh. Hiểu chưa? Chứ còn anh em ở đây các cái nhà vườn hay là các cái cửa hàng hoa, người ta nhập tranh cẩm thạch thì về bán tơi bời rồi. Nhưng mà trông những cái loại cẩm thạch với cả các cái loại quả tím ấy thì các bạn, nếu mà các bạn trồng thì chỉ lấy cái đẹp thôi, thì có thể ăn lẽ nào các bạn sẽ thấy cái tranh cẩm thạch nó đẹp. Nhưng đôi khi nó đẹp là một chuyện, nhưng mà cái giá trị sử dụng bên trong nữa. Chứ còn ví dụ như ở trong Nam người ta bán rẻ như thế, tự nhiên ví dụ như ở trong Nam người ta đang bán 50, mình nhập về đây mình bán 55, là các cái khách mua hàng của mình ấy, là người ta đã ối rồi ôi, hóa ra là tưởng gì, hóa ra là cứ bảo là nhà vườn lớn nhất miền Bắc, hóa ra là nhập lại trong Nam. Khổ. Cho nên làm cái gì nó có tính chính danh. Cho nên ngay cái vườn này chẳng hạn toàn hoa quả nhập, thì đôi khi ông anh ông lấy sung lấy xiếc về, tôi bảo là thế thì bán đắt hơn cả em rồi. Anh tuyệt đối anh không làm cái trò ấy. Mình thế mạnh của mình làm cái gì thì mình tập trung vào cái ý, không đi làm những cái mà không phải là mình theo kiểu là ối rồi ôi được. Không phải lo bao đồng, gọi là tao, mày cứ gọi cho tao cái gì tao cũng có. Nếu mà cái gì anh cũng có thì thực ra là phải gặp em. Đấy, mình cái gì cũng có. Tranh cẩm thạch các ông mua là tôi cũng có à. Giá thì thậm chí là ví dụ như là nhà vườn ở trong Nam người ta bán các ông 50, tôi nhập của người ta, nhưng mà khéo tôi lại bán cho các ông 48 cơ. Nhưng mà đôi khi các ông ở trong Nam các ông đòi mua của tôi thì tôi bảo mẹ mua luôn trong Sa Đéc cho nó gần. Các ông mua qua tôi xong chuyển ra ngoài Bắc, xong lại chuyển về trong Nam, nó đi mẹ một vòng trái đất. Nhưng mà cái mẹ gì tôi chả biết. Hiểu chưa? Ngồi tị tị tôi làm gì? Còn nói chung là nếu mà các bạn phải ở trong giới cơ. Đôi khi ở trong giới này mới biết là ví dụ như quy mô tôi quay như này này. Ngày xưa các ông, như ông bảo ui ôi ôi, mẹ ngày bán mấy cái cây, quay mấy cái cây chanh 70-100 nghìn. Sao lại nhà to thế nhỉ? Còn tôi quay như thế này đấy, mua được thì mua. Đôi khi là tôi phải bỏ tầm nửa tiếng với một tiếng nói cho mọi người về cái tư duy thôi. Chứ còn cái lúc mà tôi bán thật thì các cái sản phẩm nó khác. Hoặc như cũng như cái dòng lựu này chẳng hạn. Ví dụ như là cái lựu Peru, là lựu đỏ Peru. Nếu các bạn mua ở miền Tây ấy, người ta trồng với mấy cái cây, xong người ta bán cành chiết cho các bạn, hoặc là cái cây con ấy, thì người ta bán tầm trăm, hơn 100 nghìn rồi. Đấy là tùy các bạn tham khảo. Nhưng mà các cái dòng này thì ở đây thì nói chung là cũng tầm tùy theo mọi người mua như nào. Nó chưa cứ rơi vào tầm 90-100 với cả hơn 100. Nó tùy theo số lượng. Nhưng mà nếu các bạn mua lẻ thì nó phải rơi vào, chắc là các bạn nông nghiệp phải bán cho các bạn 300 nghìn. Nhưng mà tôi thì không có thời gian bán lẻ được thật. Đây này, đây là gọi là lựu Peru. Peru hạt mềm. Còn tôi nói rồi, tôi chả có tự hào cái gì. Nhưng mà nói thật ra là nếu mà tôi bán sai thì mẹ đến 90-mấy% là cả nước mình hầu như bán sai hết. Tại vì lời từ một, tức là kiểu như tôi nói ra chẳng hạn, xong rồi 10 ông nghe thấy là cứ thế mà tung tin đi thôi. Các bạn thì hình dung chẳng. Cho nên các cái bài kể cả nho cái gì, nho móng tay với các thứ ấy, tôi bảo rồi, nếu mà tôi bán sai giống thì đến 99% là Việt Nam mình bán sai giống hết. Có, vẫn có trường hợp tôi bán sai, nhưng mà nếu mà tôi mà bán sai thì hầu như cả Việt Nam bán sai hết. Tôi vẫn chừa ra 0,01% là những ông ấy là có người nhà bên Peru hay là thế nọ thế kia, ông nhập giống ở bên ấy cho nó chuẩn hơn. Đấy. Đây, còn khi các bạn mua cái cây nịu Peru này về nhá, các cái mắt, từ cái chỗ mắt ghép này là mọi người nuôi này, đáng nhẽ cái mắt ghép này là đến khi ấy là, một nó phải tự tiêu, hai là nó phải, tức là nó phải tự tiêu, hai là mình phải cởi. Không nó sùi cục ra trông nó mất thẩm mỹ không. Còn nếu mà các bạn mà làm cái này, loại này nhá, nếu mà các bạn mà không muốn ấy thì các bạn trồng nó cao lên như thế này này,
đào hố sâu trồng cao đây, mai sau dễ nó ra từ đây. Mới là đôi khi các bạn về lấy mắt cái này xong rồi bạn ghép. Chứ còn đôi khi bây giờ ghép xong rồi các cái này không tháo được ấy, trông nó hơi mất thẩm mỹ. Phần dưới này là liệu ta này. Đấy, phần trên là liệu Peru này. Về các bạn thấy các cái mắt mọc dọc như này các bạn phải cắt đi hoặc triệt nó đi. Không là mai sau là nó kiểu nó sẽ lớn nhanh hơn không? Với cái lá này, hai lá này có giống nhau hay không? Còn tôi chỉ mỗi cái động viên cho mọi người là nếu mà trong cái nước này mà tôi mà bán sai thì mẹ cả nước bán sai. Tại vì lời từ một miệng mà ra, xong rồi truyền ra cả thiên hạ. Cái thứ hai nữa là đáng nhẽ là những cái cây này này phải có quả thì nó mang tính xác thực hơn. Tôi chỉ biết là nói như thế thôi và cái giá nó như thế. Còn mai sau nói thật ra là tôi bán cái loại này cũng hơi rén. Tôi nói thật, tôi bán các cái loại mà chưa có quả sẵn này tôi cũng hơi rén. Người ta mua vì người ta tin tưởng mình. Cũng mai sau về trồng mút mùa mà nó không ra quả thì người ta lại mệt. Tôi thì tôi lại tin một người lọ người kia. Cuối cùng với quả người ta ăn vừa chua vừa chát là mình mệt. Tốt nhất là các bạn mua cây to. Cho nên là tôi mới bảo các bạn ấy là hỏi tôi là về cây giống ấy. Tôi bảo là kể cả là cái bạn gì bạn ấy lấy cái ảnh mới cả lấy các cái video ở bên Trung Quốc ấy bạn ấy bán này. Tôi bảo tin gì bọn nó à. Đến tôi bây giờ tôi đang ngồi ở giữa cái liệu Peru này, tôi nhìn nó như thế này. Tôi còn đang đéo tin này này. Tại vì nó đang không có quả. Nói thật. Đến bây giờ nói thật ra là tôi không thể đánh đổi 1-2 cây liệu này hoặc chục cây liệu hoặc kể cả là 100 cây. Các bạn lấy 100 cây hay 1.000 này. 1.000 cây này, tôi không đánh đổi cái thu nhập của tôi hiện tại. Cái niềm tin mà các bạn trao cho tôi để bán mai sau nó ra quả xanh được. Mẹ đôi khi là khách hàng người ta có thể lấy hàng tỷ tiền hàng của mình, nhưng chỉ vì 3-4 cây nịu này người ta mua mà ăn mai sau ăn quả chua quả chát, thế là tôi cũng đéo làm gì được. Nhưng mà đại ý được cái mỗi cái động viên là nếu tôi bán sai thì cả nước bán sai. Tôi các bạn hình dung nhỉ? Mà nhất là cái dòng nịu mà nịu đỏ mấy cả nịu Peru mà trồng chậu nhựa ấy. Các bạn bây giờ nó đang có hoa nhá, đang có quả nhá. Tôi đảm bảo luôn cho các bạn là bây giờ kể cả các bạn có trồng đến khi mà quả nó chín như đi, ăn quả vẫn chua bình thường. Tại vì cái giống nịu là nịu siêu quả. Nịu siêu quả siêu hoa nhưng mà ăn quả chua, chứ nó không phải là cái nịu Peru mấy cả nịu Ấn Độ được. Còn đại ý là cho mọi người cái giá như thế. Và tôi cũng bảo luôn là tại sao mà nhiều người bảo tôi bán giống mà tôi không dám bán. Tại vì nói thật ra là tôi tin một người, nhưng mà cuối cùng là ví dụ như người ta nói sai hoặc bên Trung Quốc người ta nói sai, thế là thành ra là nó sai cả một hệ thống. Đấy, chứ có đôi khi là các bạn có hiểu đâu. Các bạn mua vì tin tôi. Đấy, tin những video tôi đang làm cái liệu to. Nhưng thực ra là tôi tin cái dòng liệu to. Tại vì cái quả trên cây liệu to nó có rồi, đã ăn rồi, tôi mới biết. Còn cái dòng liệu bé này, mẹ mai sau thì nó ra liệu hạnh hay nó ra liệu gì thì bố tôi không chịu được trách nhiệm. Tạm thời quay cho mọi người như thế. Ông nào mua thì tôi vẫn bán. Tại vì là nó như thế này này. Tôi bảo là nếu mà sản phẩm này mà ăn quả chua và quả chát, ăn quả nó thế nọ thế kia, thì 99% cái dòng liệu này này, các bạn mua về nó vẫn sẽ ăn quả chua quả chát như tôi thôi. Chủ yếu là không dẫm phải bãi cất lọ thì dẫm vào bãi cất kia. Đấy. Tại vì lời từ một tổng mà ra. Còn cái thứ hai nữa là nói thật ra là các bạn mua cái hàng giống này này. Tôi nói thật là tôi chưa tự tin mà tôi bán. Tại vì là tôi cũng không biết là có đúng hay không. Mấy cái thứ hai các bạn đang mua giống ở trên mạng. Từ cành chiết rồi cành củ tỏi rồi cái chậu nhựa đỏ nhựa điếc ấy. Mai sau có vấn đề gì thì tôi cũng không biết đâu nha. Tôi bảo rồi là tôi nghi ngờ lắm. Còn cái loại chậu nhựa đỏ ngày xưa tôi có bảo cho mọi người chắc chắn một điều là các bạn trồng mai sau nó ra quả chua, ăn quả chua. Còn cái dòng chanh này hôm nay quay sơ sơ như thế tại vì nhiều bạn cứ hỏi tôi là có giống hay không. Thì đây bây giờ đang giống này. Đang là cây giống của cái liệu Peru mấy cả liệu gì kia kìa. Gọi là liệu Peru ruột đỏ, quả đỏ, vỏ đỏ, hạt mềm. Nhưng mà tôi vẫn không dám bán, không chưa đủ tự tin để bán. Và tôi cũng nhắc nhở các bạn như vậy. Mua thì tôi vẫn bán cho các bạn. Được cái động viên là nếu tôi bán sai thì mẹ từ trước đến nay bạn không mua của tôi, bạn mua của bên khác hàng giống này thì không dẫm phải bãi cất nọ thì dẫm vào bãi cất kia thôi. Các bạn hình dung chưa? Đến tôi bây giờ tôi ở đây nhưng mà tôi bán tôi vẫn sợ là bán sai. Đôi khi chúng nó quảng cáo chúng ấy mà các bạn mua thì thôi, tùy. Mai sau nhớ lời tôi nói. Tại vì tôi đang đứng đây có thể giá có thể rẻ nhất thị trường luôn nhưng mà tôi cũng không dám, sợ. Sợ vì vài ba cây liệu xong rồi. Xong mai sau người ta trồng, người ta ăn quả chua, quả chát thì nó mệt, hiểu chưa? Và hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi nha. Thứ nhất là cái dòng chanh tứ quý giống mới, bông chùm. Giá thì nói chung hai loại nó xem nhau, loại này với loại nịu ấy. Nó xem nhau, cỡ cây thì chanh nó to hơn. Nó đâu đó khoảng tầm mấy chục đến 100. Tùy theo số lượng như thế nào, bán lẻ thì nó sẽ cao đấy. Đấy, bán lẻ thì sẽ cao đấy. Còn cái nịu Peru thì tôi nói sơ qua về cái vấn đề ấy.
đôi khi là tôi cũng bị sức ép từ nhiều nhà vườn lớn nhất miền Bắc, nhưng mà cũng không sợ lắm đâu. Không sợ lắm đâu, tại vì mình xuất phát từ cái lương tâm, mình xuất phát từ sự thật mà mình nói. Nhưng mà bây giờ mà đảm bảo 100% thì nói thật ra là khó lắm. Cây nó không có quả, xong rồi không chiết từ cái cây mẹ thế nọ thế kia. Thôi được rồi, nghỉ nhá. Để tiếp tục đi kiếm ăn đây. Đấy là nói sơ qua với các bạn về cái nhiều bạn hỏi tôi là giống nịu đỏ, giống có bán không anh, hoặc là có không anh. Thì tôi bảo là nói thật ra là nhìn trông như thế là tôi cũng không dám. Đấy, còn đôi khi là nói thật ra là tôi có sự động viên là nếu mà tôi bán sai thì 100% là các bạn mua ở chỗ nào cũng sẽ sai thôi. Có một thế tôi bảo là nếu mà không phải dẫm phải bãi cứt là tôi thì sẽ dẫm phải bãi cứt khác của những thằng khác. Tại vì nó cùng là một đống nó ra. Các bạn hình dung chưa? Thôi được rồi, nghỉ nhá.